Ok, hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh của Hoàng Bác gì ạ. Từ clip ngày hôm nay em lên cho bác một đôi bộ ẩm, một con là của Nautio Nam, một con của Sharp nhá. Thì hai con này là hàng lướt các bác nhé, siêu mới luôn đấy. Đấy, các bác nhìn hình thức bên ngoài cho em ấy, tương đối là ok nhá. Đây mặt trước đây thì em sẽ lần lượt từng con một đây. Từ trước em lên còn Nautio Nam nhá, mã đời nó này FE KBLC05 nhá, đo độ ẩm nhá. Thì con này là táo máy bù ẩm nhá, đến tức là nó sẽ bù ẩm trong không khí nhá, trong nhất là các bác phòng điều hòa này. Phòng điều hòa là bao giờ ra nó cũng là ra gió khô nhá, và thời tiết của miền Bắc thì bây giờ nó đang là thời tiết khô nhá các bác nhá, khô hanh này, độ ẩm thì dưới 30% nhá. Cái này nó sẽ làm cho khô nứt nẻ da này. Thì đấy, thì các bác lại đặt là phòng điều hòa rất là tốt nhá, phòng điều hòa rồi hay là thời phòng mà không khí hanh khô nhá. Tất cả từ miền Bắc hay miền Nam các bác cũng thực sự các bác cái này, những cái này là sản phẩm rất khỏe nhá, tốt cho sức khỏe này. Thì đầu tiên nhá, em đây này, em lấy con này luôn, con Nautio Nam thành vách con này ok nhá, màu trắng đẹp này. Đây còn nguyên cái tem này này, giấy nó này, mặt trên nó là màu hồng nhá. Thì qua điện thoại này nhìn nó hơi khó nhìn một chút, mong các bác thông cảm này. Con này là đời 2017 này, à, xin lỗi các bác nhé, đời 2007 này, 2007 này, 100V này, công suất của nó là 258W nhá. Đấy, 255W nhá. Đây này, con này có đèn đấy ông nhé, đây hai con đều có đèn nhé. Đấy thì bật cho các bác xem này, đây các bác nhìn khác bên cạnh này, màu hồng nhá. Nhìn nó lên điện thoại thì nhìn nó không được hồng lắm, hơi nhạt, nhưng thực ra bên ngoài nó màu hồng nhạt rất là đẹp nhá. Đấy, nhỏ gọn các bác để thoải mái. Đây này có ion nhá, ion đấy đang nháy đèn nháy này. Đấy, tắt này, bật ion này, đấy chưa, tắt ion nhá. Có chế độ, đây là số nữ là chế độ tiết kiệm điện nhá, có khóa trẻ em này. Đấy, em bấm thì không được nhé. Đấy, khóa chị em rồi, không bấm được. Đấy, có chế độ này là Omakase là chế độ tự động nhé. Đấy, chế độ này là Yasumi là khi mà chúng ta đi ngủ nhé. Đấy, nó ra một cái hơi, nó hơi như cái hơi nước ấy, thít vào nó rất chịu các bác nhé. Cái ông khử khuẩn này. Đấy, em giờ 2 giờ này, 4 giờ này. Đấy, thì em tắt này, bật để cho nó không khí. Đây các bác này, đây này, khay của nó này, các hướng dẫn của nó nhé. Đấy, đây khay nước của nó tương đối là đẹp nhé, sạch sẽ này. Đấy, bình nước này. Đấy, thì con này em bán bây giờ 950 các bác nhé, 950 nhé, chuyển khoản em bao ship nhé. Đấy, bác nào chốt hàng thì vào lòng liên hệ em nhé, 0983 này 39755 giúp em vậy. Tiếp theo con thứ hai nhé, con này của Sharp này. Đấy, Sharp được bác này, cũng có đèn ông này. Để em thử tắt thì được rồi, nhưng mà sao em xoay các bác nhé. Còn mặt trước các bác này, mặt trước của nó đẹp nguyên luôn nhé, đẹp lung linh luôn đấy. Con này đẹp hơn con kia rất nhiều, đẹp lung linh luôn đấy, mới tinh rồi. Đấy, đây con Sharp này, mã đời nhé, HVR70CXG nhé, đời 2004 này. Đấy, rất là đẹp nhé, công suất của nó là có 334W nhé. Đấy, con na thì bình nước nó giấu, còn con đấy này thì bình nước nó để ở ngoài nhé. Đấy, sạch sẽ này, có đèn này không nhé. Đấy, nó lại mỗi con mỗi kiểu mỗi dòng nó khác nhau nhé. Đấy, đây là xem có cái chế độ của nó này, quạt gió này mát rưỡi luôn. Đấy, tắt này, bật này. Đấy, đây là yên tĩnh này. Đấy, yên tĩnh nhé, rồi CO được yên tĩnh này, liên tục này. Đấy, VRO là này. Đây nhá, đây là tùy là chỉnh độ ẩm nhé. Làm các bác muốn độ ẩm là 40% hay 50% hay 60% phòng thì nó tự điều chỉnh nhé. Đấy, có đèn neon này, khi mà độ ẩm 60% nó sẽ bật đèn. Đấy, đèn neon nhé. Đấy, 2 giờ này, hiện giờ 2 giờ 4 giờ này. Đấy, thì con này nhá, con này cũng là 950 các bác nhá, chuyển khoản bao ship nhá. Đấy, bác nào lấy hai con thì là em tính tròn là 1.800.000 nhá. Đấy, còn bác nào lấy lẻ một con thì là 950 một con nhá, rất là tốt cho sức khỏe, để phòng điều hòa rồi thời tiết hanh khô rồi. Đấy, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá, 0983 này 39755 giúp em với. Có xem clip của em thì cho xin một like, chia sẻ với kênh các bác nhá. Đấy, em chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.